Trên thực tế, sự luân hồi chuyển kiếp không chỉ có trong triết lý nhà Phật, mà cũng từng được các nhà khoa học trên thế giới chứng minh sự tồn tại kiếp trước của con người. Chắc hẳn trong số chúng ta, ai cũng từng nghe nói đến luân hồi. Đấy như một điều hiển nhiên trong cuộc sống, nhưng thực sự để chứng minh rằng có tồn tại hay không thì vẫn luôn gây tranh cãi khá nhiều. Luân hồi chuyển kiếp, hiểu một nghĩa cơ bản, kiếp sống của con người cứ như một bánh xe lăn tròn, lăn đi lăn lại thành nhiều vòng, không có điểm dừng lại. Và chúng ta cứ như vậy mãi miết với hành trình của sự sống, không biết đâu là nơi bắt đầu cũng như kết thúc. Đa số các giả thuyết đưa ra về định nghĩa bánh xe luân hồi đều hướng tới khái niệm về linh hồn. Cơ thể chúng ta sẽ gồm hai phần riêng biệt, linh hồn và thể xác. Theo đó, thể xác có thể thay đổi và già đi rồi chết. Còn linh hồn sẽ tồn tại, sau một khoảng thời gian sẽ tiếp tục tái sinh vào một cơ thể khác, tiếp tục hành trình sự sống. Sự tái sinh là điều kỳ diệu trong cuộc sống. Khoa học cũng đã bắt tay vào nghiên cứu và ghi nhận rất nhiều trường hợp có thể ghi nhớ được quá khứ tiền kiếp của mình. Họ thậm chí gặp những giấc mơ về một nơi xa lạ, về những con người chưa từng gặp qua nhưng lại rất đổi thân quen, thậm chí là nói chuyện được bằng một thứ ngoại ngữ xa lạ. Định nghĩa hay khái niệm về luân hồi không liên quan đến tôn giáo hay tín ngưỡng mà bạn đang theo đuổi. Bởi chúng thực chất chỉ là tái sinh của linh hồn, sự tồn tại có thật hoặc ký ức của tiền kiếp. Đó cũng là những ví dụ điển hình của sự tồn tại kiếp trước. Đối với người Việt thì chắc chắn bạn từng nghe tới những câu chuyện về đánh dấu trẻ em chẳng may mất sớm để lại vết bớt. Sau này, những đứa trẻ trong vùng sinh ra với những vết bớt y hệt, sự trùng hợp đó thật khó có thể nói rằng chỉ là ngẫu nhiên. Đầu thai và chuyển kiếp thực sự không còn là điều bí ẩn. Chúng đã và đang xảy ra được ông cha ta kể lại qua những câu chuyện. Thế giới nhắc tới vị tiến sĩ Stevenson, ông đã dành cả cuộc đời để nghiên cứu về vấn đề luân hồi và chuyển kiếp. Hơn 2.500 trẻ em đã được ông nghiên cứu và tìm hiểu về kiếp trước. Thật bất ngờ, có tới 1.200 trẻ em đã được chứng thực bằng những chứng cứ thú vị về kiếp sống của chúng trước đây. Vị tiến sĩ này đã chia sẻ rằng những đứa trẻ có thể mô tả về lý do cái chết của mình, về tính cách, về nơi sinh sống, thậm chí là ngoại hình của mình từ kiếp trước. Một điểm hết sức thú vị là có tới 90% các trường hợp đầu thai có giới tính giống với kiếp trước của mình. Trong giáo lý nhà Phật thì luân hồi chuyển kiếp hay nhân quả luôn được đề cao và răn dạy chúng sinh luôn làm điều tốt để có những kiếp sống tốt đẹp, sống tích đức để đời. Đức Phật có dạy rằng luân hồi chuyển kiếp không chỉ là linh hồn sau khi rời khỏi thể xác chết đi sẽ nhập lại vào một cơ thể khác để thực sự tiếp tục sự sống khác. Linh hồn cần trải qua rất nhiều thời gian cũng như sẽ phải tồn tại dưới dạng năng lượng và tái sinh trên một cơ thể loài người hoặc thấp hơn loài người. Khi đi hoằng pháp, Đức Phật đã giảng giải về kiếp luân hồi, chết đi và hồi sinh sang một cơ thể khác. Sự sống khác như thế nào chính là từ bản thân mình mà ra. Tất cả từ lời nói, ý nghĩ, hành động, cách sống, tất cả đều là nghiệp. Nghiệp xấu, nghiệp tốt cũng tích tụ lại và sinh ra nhân quả. Những người tái sinh hưởng được cuộc sống tốt đẹp hơn thì đó chính là phước báu mà người đó xây dựng được từ kiếp trước. Và cũng theo đó, những người phải chịu khổ hạnh, gặp nhiều biến cố thì do nghiệp mà họ gây dựng quá nhiều. Dòng bánh xe luân hồi tiếp diễn mãi không ngừng. Kiếp sau thừa hưởng phước báo của kiếp này. Hai kiếp tái sinh khác nhau thì cuộc sống và những khó khăn cũng như hạnh phúc chúng ta gặp sẽ không giống nhau hoàn toàn, thậm chí còn khác biệt vì do nghiệp gây nên. Sáu cõi luân hồi trong Phật giáo. Đây chính là những cõi mà chúng ta có thể tái sinh vào tùy nghiệp lực của mỗi người. Và sáu cảnh tái sinh thường được diễn ra theo hình ảnh của bánh xe luân hồi. Cõi trời. Đây chính là cõi cao nhất mà chúng ta mong muốn hướng tới. Tuy nhiên, để được sống trong cõi này, ta cần phải có nhiều phúc đức, phước báo tích lũy trong nhiều kiếp sống. Cuộc sống sẽ trải qua những sự thuận lợi, được sinh sống trong cảnh giàu sang phú quý với ngoại hình xinh đẹp. Cõi Atula. Đây chính là đại diện về sự mạnh mẽ, giận dữ nhưng cũng rất nhiều tài năng đi kèm. Atula cũng sẽ có những biểu hiện ghen ghét đố kỵ những người tài năng hơn mình. Cõi ngạ quỷ. Có thể miêu tả ngạ quỷ khá dữ tợn với những chiếc bụng rỗng như chiếc cổ và miệng rất bé không thể nuốt được nhưng mà lại cực kỳ tham lam. Biểu trưng của những người có thói tham lam vô độ, ích kỷ, chỉ muốn chiếm của người khác cho mình. Cõi địa ngục. Dành cho những ai gây quá nhiều tội ác không thể dung tha, một nơi đen tối và đáng sợ nhất dành cho những ai có tâm tàn độc, họ sẽ bị trừng phạt theo những mức khác nhau và sẽ phải chịu đau đớn khổ nhục. Cõi súc sinh. Nói chung lại, đây là cõi của những loài động vật. Chúng thường có xu hướng nhút nhát, sợ những thứ đe dọa xung quanh, lảng tránh. Cõi người. Một cõi giúp chúng ta có thể tích đức làm những điều thiện lành, gây dựng được nhiều phước báu để luôn được sống trong an nhiên và gặp nhiều điều hạnh phúc.
tinh túy của đạo Phật động lại chỉ là Niết Bàn. Niết Bàn liệu có phải là một chốn nương náu, trú ngụ hay chúng ta có thể di chuyển tới đó được không? Hay đơn giản, Niết Bàn chỉ là một khái niệm trong Phật giáo? Chúng ta sẽ không nhìn thấy hay không hiểu miêu tả, vẽ lại Niết Bàn bằng những trang giấy được. Phải dùng chứng ngộ của mỗi người để có thể thấy được Niết Bàn bằng tuệ giác. Nếu như trí thức có thể lĩnh hội được hết tất cả Phật ngôn, thì Niết Bàn sẽ vượt qua khỏi phạm vi luân lý và trở thành mục tiêu hướng tới của mỗi người. Niết Bàn được hiểu theo một nghĩa cơ bản là chấm dứt mọi dục vọng, kết thúc những nghiệp báo luân hồi và tâm hồn trong sạch thanh tịnh tuyệt đối. Một sự ngừng lại của không gian và thời gian trong chính sự sâu thẳm bên trong con người. Đó chính là một trạng thái ai cũng muốn đạt được. Sự tĩnh lặng tâm hồn, không tranh giành, đố kỵ, ghen ghét, cuộc sống không phiền muộn cũng chẳng còn phiền não đau khổ. Cũng từ đó, chúng ta có thể hiểu rằng Niết Bàn chính là một phi vật thể, phi thời gian, không gian, cũng như không có sự bắt đầu hay kết thúc gì cả. Đồng thời với việc rằng bạn sẽ không thể tìm ra Niết Bàn ở bất cứ đâu cả. Niết Bàn không xa, nhưng cũng rất khó để tìm thấy, bởi Niết Bàn nằm trong chính tâm hồn của ta, trong con người của ta. Đôi khi định nghĩa sai lầm hay cách hiểu sai khiến ta khó có thể tìm ra được Niết Bàn. Nhận thức của ta cũng bị ảnh hưởng, khó mà thoát khỏi những cám dỗ, những sai lầm ngoài kia. Việc giác ngộ vô thường dường như là điều không thể. Phật giáo thường đề cập tới hai hình thức cơ bản của Niết Bàn, đó là hữu dư và vô dư. Một cõi Niết Bàn đều có đặc điểm và khái niệm riêng hướng tới đối tượng riêng. Niết Bàn hữu dư là sự tương đối, tức là ta sẽ đạt đến cõi Niết Bàn khi thân xác vẫn còn tồn tại, còn tâm thì đã thoát khỏi sự luân hồi bất tận. Những muộn phiền trong tâm trí đều không còn nữa. Những cám dỗ đời thường không thể đánh gục được bản thân ta. Cũng giống như bản thân Phật Thích Ca Mâu Ni cũng đạt tới hữu dư Niết Bàn lúc tuổi vừa 35, sau 49 ngày ngồi dưới gốc Bồ Đề để chiêm nghiệm về chân lý. Vô dư Niết Bàn, đại Niết Bàn là sự tuyệt đối. Con người đã đạt tới cảnh giới nhất định, không còn phiền não. Hạnh phạm đủ đầy, giải thoát khỏi sự vướng bận hồng trần, đức độ đủ cả. Và mọi điều tĩnh lặng, an tâm, thiền định và Niết Bàn vô dư chỉ đạt được thân xác đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Chung quy lại, hai cõi Niết Bàn đều hướng tới một sự thanh tịnh, một trạng thái tâm an nhiên, trong sạch tuyệt đối như nước, không có một chút nào của vướng bận, cám dỗ sai lầm của cuộc đời. Cõi Niết Bàn nghĩa là không còn sự trói buộc. Tâm hồn chúng ta là một thực thể không còn tham sân si, thoát tục được hồng trần, đạt tới cảnh giới vô ưu vô phiền. Làm sao để đạt tới cõi Niết Bàn? Niết Bàn vốn không phải là điều quá xa vời hay là những cảnh giới cao siêu, mà đó là những gì con người ta mong muốn đạt được. Đó cũng không phải là con người mất đi mới đạt được, mà chỉ cần khi sống, chúng ta giác ngộ những điều tốt đẹp, thoát khỏi tham sân si và những cám dỗ trong cuộc sống. Vạn vật đều không có một quy luật sinh tồn cụ thể, mà vô thường vô ngã, chuyển biến thành hoàn cảnh đặc trưng. Khi mà ta vẫn còn chấp niệm, vướng phải nghiệp chướng thì chắc chắn sẽ không thoát khỏi được cõi sinh tử luân hồi. Con người ta không còn nghiệp báo, không còn âu lo, cũng như không còn sự ganh đua đố kỵ. Từ đó sẽ sớm đến được với cõi Niết Bàn mà thôi. Có thể hiểu rằng, Niết Bàn chính là đích hướng tới của tất cả những người tu tập thực hành, dù là tại gia hay xuất gia cũng như vậy. Khi con người ta đạt được thì cuộc sống lẫn cuộc đời tu tập, thành công vạn sự đều vô thường vô ngã. Phật từng nói về con đường trung đạo của con người. Chớ làm những điều ác, nên làm việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó là lời chư Phật dạy. Để đạt tới cảnh giới Niết Bàn, một người cần nắm rõ và thực hành được đủ bát chánh đạo. Đó là những điều chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Điều thứ nhất cần ghi nhớ, đó là sự tạm bợ của kiếp người. Chúng ta không cần phải lo lắng về sinh tử. Đó là điều vô thường, rồi bỏ đi tâm thanh thản, qua khỏi sự tạm bỡ tồn tại của thân xác này. Điều thứ hai là giữ gìn chánh pháp Như Lai, hóa giải lành thành dữ và luôn sống một cách lương thiện, không gây gổ làm điều ác với ai. Điều thứ ba là học cách kiểm soát con người mình, im lặng tuyệt đối, mọi sự tham ái, dục vọng, hận thù, si mê đều được gạt bỏ và xóa đi để tâm thanh tịnh. Có thể nói, cõi Niết Bàn chính là điều mà Đức Phật luôn muốn mọi người hướng tới. Đạt được một cảnh giới nhất định, xây dựng một cuộc sống an nhiên, nhẹ nhàng, hạnh phúc, không còn vướng bận gì.